Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Đoàn đại biểu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thềm hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Lào Cai thuộc top các địa phương có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất cả nước. Cách làm sáng tạo trong bảo tồn chữ viết văn hóa dân tộc. Trong phần tin trong nước và quốc tế, mưa lũ ở miền Trung gây thiệt hại nặng nề. WHO cảnh báo tác động nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước khi diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Lào Cai, sáng nay 17 tháng 11, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nhà lưu niệm Bác Hồ. Cùng tham dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đại biểu thành kính dâng hương, hoa, tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, đoàn đại biểu nguyện quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sau nghi lễ dâng hương, đoàn đại biểu tham quan khu vực trưng bày hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, chi bộ ban nội chính tỉnh ủy vừa tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt mùng 7 tháng 11 năm 2023 cho đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo hai cơ quan. Phát biểu và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lý Văn Hải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận đối với những đóng góp cống hiến của cá nhân đồng chí Lý Văn Hải cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mong muốn đồng chí Lý Văn Hải trên cương vị công tác của mình tiếp tục nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cảm ơn sự quan tâm ghi nhận của Đảng dành cho cá nhân. Đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy hứa cùng chi bộ tập thể ban nội chính tỉnh ủy nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Theo khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê, tỉnh Lào Cai xếp thứ 5 trong số 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006-2021. Đến hết năm 2022, tỷ lệ giảm nghèo của Lào Cai đạt 5,8%, tương đương giảm 9.770 hộ nghèo, vượt mục tiêu giảm nghèo của tỉnh đề ra 4,5% và Trung ương giao là 4%. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Lào Cai tiếp tục đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3 đến 5% một năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Trong đó, hộ nghèo tại các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6% một năm trở lên, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3% một năm trở lên, giảm hộ cận nghèo hàng năm từ 2.000 hộ trở lên. Đến năm 2024, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai cơ bản không còn hộ nghèo. Đến năm 2025, huyện Bắc Hà thoát khỏi huyện nghèo. Sau 3 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, từ ngày 10 đến 15 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, thành phố Lào Cai, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lào Cai lần thứ 23 diễn ra với chủ đề phát huy vai trò cầu nối Lào Cai Vân Nam, thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát triển bền vững. Hội chợ đã thành công trên nhiều phương diện, để lại dấu ấn sâu đậm về vai trò, vị thế của tỉnh Lào Cai trong hợp tác, kết nối giao thương, hội nhập kinh tế quốc tế. Hoạt động giao thương tại hội chợ khá sôi động với nhiều tương tác, trao đổi, tìm kiếm đối tác của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Thông qua những hoạt động này đã mở rộng cơ hội kết nối giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam Trung Quốc. Trong kỳ hội chợ này đã có một số siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại chuyên về vật liệu xây dựng,
đặc biệt là khóa cửa, tìm đến và đánh giá rất cao, đã có hẹn ước trong thời gian tới. Chưa xuất khẩu chính ngạch sang Việt Nam, mong sau này hai bên hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sang thị trường Việt Nam. Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều giải pháp nhằm tăng năng lực thông quan hàng hóa, đẩy mạnh phát triển logistics, xây dựng cửa khẩu số được các ngành chức năng đưa ra trên tinh thần đồng thuận vì lợi ích chung. Theo tôi, đầu tiên cần thành lập một tổ công tác liên hợp đối với con đường giao thương lớn qua Lào Cai, kết nối với Côn Minh và Hà Nội, Hải Phòng, từ đó từng bước giải quyết các khó khăn tồn tại. Thứ hai, đối với vấn đề thông quan, hạ giá thành logistics, hai bên cùng cần thành lập một ban công tác chuyên đề để cùng nhau giải quyết. Phối hợp kết hợp giữa hai bên, đặc biệt là giữa quản lý nhà nước đã có cái sự gắn kết với doanh nghiệp của hai bên, tạo điều kiện cho anh em trực tiếp được giao lưu, được trao đổi, được tham quan, được khảo sát và được học tập, cũng như là được trực tiếp gặp gỡ. Trực tiếp gặp gỡ thì hết sức quan trọng. Khi mà tạo được cái sự tin cậy thì khi đó thì cái việc hợp tác nó sẽ rất là thuận lợi. Thành công của hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung Lào Cai lần thứ 23 không chỉ dừng lại ở kết nối thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu, mà còn mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch và đầu tư giữa hai nước. Thông qua đó đã tô thắm thêm mối quan hệ hợp tác hình mẫu giữa hai tỉnh Lào Cai Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc trong giai đoạn tới. Tiếp theo là thông tin thị trường nhà đất trên địa bàn. Lào Cai có 22 dự án đô thị nhà ở thương mại, với trên 6.000 căn hộ đã chào bán. Từ đầu quý 3 đến nay, số lượng căn hộ được bán tăng đáng kể so với thời điểm đầu năm. Hiện giá nhà ở riêng lẻ tại Lào Cai dao động từ 10 triệu đến 39,5 triệu đồng một mét vuông. Với nhà chung cư, giá dao động từ 4,5 đến 13,1 triệu đồng một mét vuông. Đặc biệt, có 5 dự án nhà ở xã hội đang xây dựng, giúp thị trường bất động sản thêm đa dạng về phân khúc, tạo điều kiện cho người có nhu cầu mua ở thực dễ dàng tiếp cận. Sở hữu vị trí đắc địa tại khu du lịch quốc gia Sapa, tòa nhà Irista Hill Sapa ở đợt mở bán đầu tiên sẽ có hơn 100 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, giá từ 24,2 triệu đồng một mét vuông. Tại lễ mở bán vào ngày 3 tháng 12 tới đây, khách hàng đăng ký mua và đặt cọc sẽ được hưởng mức giá ưu đãi lên đến 8,5% tùy theo tiến độ thanh toán sau khi ký hợp đồng. Đặc biệt, nếu khách hàng đăng ký trước ngày 26 tháng 11 sẽ nhận thêm nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác. Với những ưu điểm vượt trội cùng tiềm năng sinh lời cao, Irista Hill Sapa kỳ vọng sẽ được giới đầu tư đánh giá là giao dịch được săn đón nhất thị trường cuối năm. Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 có 5 nhóm sản phẩm dược liệu gắn với du lịch, 5 điểm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với dược liệu tại thị xã Sapa, các huyện Bắc Hà, Bát Sát và Bảo Yên. Để đạt mục tiêu, tỉnh tiếp tục xây dựng ổn định vùng nguyên liệu với khoảng 5.000 hectare, trong đó chú trọng bảo tồn các loài cây dược liệu quý tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bát Sát, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên, Văn Bản. Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư nâng cấp dây chuyền chế biến, tăng cường xúc tiến, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP. Dự kiến khách du lịch đến Lào Cai đạt khoảng trên 7 triệu lượt một năm. Đây là nguồn khách hàng tiềm năng trong tiêu thụ sản phẩm dược liệu nếu đa dạng hóa các dòng sản phẩm từ nguồn gốc tự nhiên. Thưa quý vị và các bạn, chữ viết được xem là linh hồn, đánh dấu sự tồn tại và phát triển của cộng đồng người Dao. Tuy nhiên, thực tế, số người biết đọc, biết viết, thông thạo chữ Dao lại không nhiều, chủ yếu là các bậc cao niên. Để bảo tồn, giúp thế hệ trẻ biết và trân trọng chữ viết của đồng bào mình, Trường Trung học Phổ thông số 2 thị trấn Sapa đã có những cách làm sáng tạo. Mong muốn tìm hiểu, đọc và tập viết chữ Dao, sau mỗi giờ học buổi chiều, em Xin Thị Phương Thủy cùng với các bạn trong lớp đến nhà của trưởng bản để được hướng dẫn. Từ những nét chữ đầu tiên còn vụng về, giờ đây Thủy đã có thể viết một đoạn văn ngắn bằng chữ Dao. Tham gia các lớp học của trưởng bản, những người uy tín, để với mong muốn rằng là giữ nét văn hóa truyền thống của quê hương mình nói chung và nét văn hóa của chữ viết nói riêng. Mỗi tuần 2 buổi, ông Trảo Tả Mình, người uy tín ở thôn làng mới xã Thanh Bình, lại đến trường trung học phổ thông để truyền dạy chữ Dao cổ cho các em học sinh. Niềm vui với ông sau mỗi buổi lên lớp chính là sự thích thú đón nhận của các bạn trẻ đối với giá trị truyền thống của dân tộc mình. Được địa phương là nhà trường là cho tạo điều kiện cho con cháu học chú nho này, sau này là cũng được là không mất được truyền thống. Với xã hội ngày càng hiện đại, các bạn trẻ hầu như không quan tâm đến
việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Bởi vậy, đã thôi thúc em trở thành một tuyên truyền viên tích cực, giúp truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên trường Trung học Phổ thông số 2 thị xã Sapa mời các nghệ nhân, người có uy tín về dạy chữ viết, cũng như truyền đạt văn hóa của người Dao Đỏ tới các em. Nhà trường luôn ủng hộ và cũng tạo điều kiện cho các em có được tiếp cận, được trao đổi, gặp gỡ những cái nghệ nhân, những người nghiên cứu về cái nét chữ của các đồng bào dân tộc để các em có cơ hội để tìm hiểu và để có thể quảng bá và gìn giữ những cái nét truyền thống của văn hóa của dân tộc. Mong muốn bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị tri thức bản địa, sự nỗ lực của trường Trung học Phổ thông số 2 thị xã Sapa cùng với tâm huyết, trách nhiệm của những nghệ nhân giúp các em học sinh thêm hiểu, thêm yêu, trân trọng truyền thống của dân tộc mình và tiếp tục trao truyền cho các thế hệ mai sau. Thông tư 82 của Bộ Quốc phòng quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cụ thể như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 tính theo công thức sau. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 7 năm 2023 bằng mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 nhân với 1,125. Thông tư 82 cũng quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau khi được điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.285.000 đồng một tháng. Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.388.000 đồng một tháng. Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.494.000 đồng một tháng. Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.598.000 đồng một tháng. Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng một tháng. Tiếp theo chương trình, Hà Nội yêu cầu rà soát mã QR code tại các cơ sở y tế. EC đề xuất gói trừng phạt mới đối với Nga. Theo báo cáo của các tỉnh miền Trung, tính đến nay đợt mưa lũ ngập lụt đã làm 5 người chết và mất tích, trên 20.700 ngôi nhà bị ngập nước. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 17.000 căn nhà bị ngập nước. Về nông nghiệp có 122 hectare cây ăn quả và 50.000 cây giống lâm nghiệp bị thiệt hại, hàng nghìn con gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ làm ngập gây ách tắc các tuyến quốc lộ 1A, 49B, 49C và nhiều tuyến tỉnh lộ của các tỉnh. Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành chức năng các địa phương tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát tất cả các mã QR code thanh toán của đơn vị. Khi phát hiện các mã QR code có dấu hiệu nghi vấn, cần trao đổi với cơ quan công an để phối hợp xử lý kịp thời. Lý do bởi thời gian vừa qua, lợi dụng các cơ sở y tế đang đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, các đối tượng lừa đảo đã tự tạo mã QR code của cá nhân, dán đè lên mã QR code thanh toán của các bệnh viện, nhằm chiếm đoạt tiền của người dân khi sử dụng mã QR code này để giao dịch. Thủ đoạn này thường xảy ra tại các quầy thu ngân của các bệnh viện có lưu lượng bệnh nhân lớn. Mỗi sản phẩm được gắn sao OCOP không chỉ là sự công nhận sản phẩm tiêu biểu của địa phương, mà còn ghi nhận sự thay đổi về tư duy sản xuất, kinh doanh của các chủ thể OCOP. Đây chính là tiền đề quan trọng giúp chương trình OCOP phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư nông thôn, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Huyện Đầm Rơi là địa phương có nhiều sản phẩm OCOP nhất tỉnh Cà Mau với 37 sản phẩm. Chuyển từ quy mô nhỏ lẻ, thủ công sang quy trình sản xuất hiện đại là thay đổi lớn nhất trong quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP của các hộ kinh doanh, hợp tác xã ở Đầm Rơi. Đầu tiên và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng
Và cái việc mà xưởng áp dụng để nâng cao chất lượng đó là thứ nhất là về cái chất lượng sản phẩm đầu tiên, sau đó về cái mẫu mã và hình thức xuất hiện trên thị trường, và đặc biệt là cái uy tín của mình khi mà mình chuyển cái những cái sản phẩm đó về cái nguồn gốc, rồi về cái thương hiệu, về cái chất lượng, là ba cái đó mình song song là mình thay đổi để mình đưa lên. Để tạo thương hiệu riêng cho từng sản phẩm, các chủ thể OCOP ở tỉnh Cà Mau đã chú trọng tới chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, thiết kế bao bì, mẫu mã, hợp tiêu chuẩn, thị hiếu. Dân trí mình cao lên là mình sẽ sản xuất sạch hơn, ngon hơn và mẫu mã đẹp cho người tiêu dùng. Thứ hai nữa là khi mà mình đạt được sản phẩm OCOP 3 sao đó thì đã được tất cả các cơ quan chứng nhận đó thì mình mọi người đều biết đến và biết được cái nguồn gốc xuất xứ sản phẩm mình rõ ràng. Lợi ích kinh tế, giá trị sản phẩm gia tăng giúp các chủ thể sản xuất OCOP nhận thức rõ việc nâng cao chất lượng sản phẩm là điều tiên quyết để chinh phục người tiêu dùng. Công nhận sản phẩm OCOP là bước đầu quan trọng, nhưng việc giữ ổn định thương hiệu, chất lượng lâu dài càng quan trọng hơn. Có những sản phẩm doanh thu tăng gần 50% và lợi nhuận đó thì tăng từ là 20% so với trước khi công nhận cái sản phẩm OCOP. Chính từ điều đó thúc đẩy cho các cái chủ thể không ngừng thay đổi tư duy, có ý thức hơn trong cái việc phát triển sản phẩm OCOP. Từng bước thay đổi tư duy, mô hình sản xuất, làm quen với những bước đi của sản xuất hàng hóa, các chủ thể OCOP ở Cà Mau đã nâng tầm sản phẩm của mình, chinh phục thị trường, đưa sản phẩm OCOP Cà Mau ngày càng vươn xa. Trên thế giới, một ngày sau khi Hạ viện Mỹ thông qua, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ liên bang đóng cửa với 87 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Theo đó, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ mở rộng nguồn tài trợ của chính phủ ở mức hiện tại đến năm 2024, giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để xây dựng những dự luật chi tiêu chi tiết cho mọi lĩnh vực, từ quốc phòng đến nghiên cứu khoa học. Theo đó, ngân sách liên bang dành cho phúc lợi cựu chiến binh, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA, cũng như các chương trình năng lượng và nước tại Mỹ cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2024. Tài trợ cho tất cả hoạt động liên bang khác, gồm cả quốc phòng, sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau. Ủy ban châu Âu EC đã áp đặt gói trừng phạt thứ 12 nhằm vào Nga, trong đó đề xuất cấm nhập khẩu kim cương và các loại khí dầu mỏ hóa lỏng của Nga, đồng thời siết chặt việc thực hiện áp giá trần với dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. EC đề xuất cấm nhập khẩu trực tiếp kim cương của Nga từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và thực hiện truy xuất nguồn gốc từ tháng 3 cùng năm nhằm ngăn chặn khả năng nhập khẩu đá quý của Nga chế tác ở nước thứ ba. Bên cạnh đó, EC cũng đề xuất cấm nhập khẩu các loại dầu mỏ hóa lỏng như propan và butan từ Nga. Những loại khí này thường được sử dụng cho thiết bị sưởi ấm và nấu ăn. Ngoài ra, EC còn đề xuất mở rộng danh sách trừng phạt thêm 120 cá nhân và tổ chức của Nga, được cho là liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết khủng hoảng khí hậu đang gây ra áp lực chưa từng có đối với hệ thống y tế thế giới, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động để giảm thiểu biến đổi khí hậu. WHO khẳng định khủng hoảng khí hậu đang được biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, gồm cả tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng, sự lây lan của các bệnh nhạy cảm với khí hậu, cũng như tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cũng theo báo cáo, trái đất hiện trải qua số ngày nắng nóng mỗi năm nhiều gấp đôi so với giai đoạn 1986-2005, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người dân trên 65 tuổi và trẻ dưới 1 tuổi. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng đẩy nhanh sự lây lan của những bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây tử vong cao. Mới đây, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã sử dụng kỹ thuật quét laser và in 3D để tạo ra bàn tay robot mô phỏng tay người với đầy đủ cấu trúc, xương, dây chằng và gân. Cánh tay robot này là công trình của các nhà nghiên cứu từ Đại học Zurich, Thụy Sĩ. Sau khi thu thập dữ liệu từ quá trình quét laser bàn tay thật, công nghệ in 3D tiên tiến được sử dụng để in rời các bộ phận như dây chằng, gân và xương từ các vật liệu với độ đàn hồi và độ mềm giống như thật, lắp ráp lại để tạo ra một bàn tay với cấu trúc sinh học chính xác. Mô hình này được điều khiển bằng động cơ và có gắn cảm biến ở các đầu ngón tay, giúp nó cử động một cách tự nhiên và linh hoạt. Đây được kỳ vọng là nền tảng cho những đột phá tiếp theo trong việc tạo ra robot chân thật hơn, cũng như phục vụ cho các mục đích y tế.
Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 17 tháng 11 năm 2023. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió đông nam cấp 2, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió nam cấp 2, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió nam cấp 2, trời chuyển rét. Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió tây cấp 2, trời rét hại. Nhiệt độ từ 8 đến 12 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió nam cấp 2, trời rét đậm. Nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.